Tháng 8 này, khi các loại quả ôn đới đã hết mùa, thì bà con các dân tộc ở thị trấn Mường Khương lại rộn ràng thu hoạch quả hồng giòn. Năm nay, tuy không được mùa, nhưng quả hồng lại được giá. Nhiều hộ trồng hồng bỏ túi hàng chục triệu đồng. Gia đình chị Lù Thị Nhâm ở thôn Lao Trải có khoảng 600 gốc hồng giòn. Những ngày này, cả nhà đều tập trung cho việc hái quả, phân loại, bán cho các tư thương hoặc đóng gói chuyển đi cho khách mua online. Chị Nhâm dự tính với sản lượng khoảng 2 tấn quả, giá bán 40.000 đồng 1 kg, cao hơn năm trước, mỗi kg tới 10.000 đồng. Vụ hồng này, gia đình chị sẽ thu về 80 triệu đồng. Năm nay thời tiết ấy không được thuận lợi mấy. Đầu năm cho ra trái nhỏ ấy, thì bị hai trận mưa đá, nên là cũng không nhiều quả như năm ngoái. Nhưng mà năm nay thì lại được giá hơn, tiến tới sẽ tiếp tục mở rộng vườn trồng. Hồng giòn của Mường Khương là loại hồng không hạt, vỏ màu xanh vàng. Khi chín ruột chuyển màu vàng đậm, vị ngọt thơm, ăn giòn nên được khách hàng ưa chuộng. Giống hồng này cũng không đòi hỏi chăm sóc cầu kỳ như một số cây ăn quả khác. Người trồng chỉ cần tập trung chăm bón khi cây còn nhỏ. Sau khi trồng khoảng 3 đến 4 năm, cây bắt đầu cho quả đều. Tới 6 đến 7 tuổi, mỗi cây sẽ cho khoảng 1 tạo quả một năm. Trồng hồng cho giá trị kinh tế cao nên nhiều hộ dân ở thị trấn Mường Khương đang học hỏi mở rộng diện tích cây trồng này. Ở trong thôn thì em cũng có các anh các chị ấy, thấy nhà mình trồng được quả thì cũng có hỏi thăm và cũng có hỏi cách trồng ấy. Thì em cũng rất là nhiệt tình chia sẻ kinh nghiệm để anh chị em trong thôn, trong bản để trồng cùng ạ. Thời gian gần đây thì đúng vụ thì chị em cũng đã tập trung thu hoạch và rất là được mùa và được giá. Thì chị em trên địa bàn thị trấn cũng rất là phấn khởi. Trong thời gian tới thì chúng tôi Hội Liên hiệp Phụ nữ thị trấn thì sẽ tích cực tuyên truyền chị em mở rộng những cái cây trồng như là hồng giòn và những cây trồng khác để chị em mà nâng cao kinh tế. Hiện thị trấn Mường Khương có 30 hecta cây hồng giòn. Cấp ủy chính quyền địa phương đang vận động mở rộng diện tích, hỗ trợ người dân xây dựng thương hiệu, liên kết thị trường tiêu thụ ổn định để nâng cao giá trị thu nhập cho người trồng hồng.